tiếp tục cắt cua giống các bạn ơi. Hôm nay thì đổi máy khác nha các bạn. Hai cây DC 70 với cây 100 nha mọi người. À, cây 100 đang ở đầu trên các bạn. Hình như là máy bị hư gì các bạn ơi, phải chạy vô vườn sửa gì rồi. Còn hai máy này chạy rồi các bạn. Quá trời vàng lúa chúng hết biết luôn các bạn ơi. Tài xế nói chạy không đi đâu luôn nha mọi người. Này 504 lúa giống. Đa số là 54 mình quay không ngày miếng nằm trúng hết trơn vô mánh 54 các bạn. Bạn còn bông lúa bông nào không ấy nè. Bông nó đặc biệt cái là ở chính giữa này nó bự các bạn. Nó không có dài bằng giống như cái giác nguyên của mình. Giác nguyên của mình thì nó chỗ này nó 3-4 bông, 3 bông nó dài thòn tới này, đặc biệt là ở chính giữa nó bự ra nữa rồi. Máy đang chạy lên nha. Cắt khu này hai mấy công, còn bên đây còn cả chục công gì nữa mới rồi các bạn. Mà thấy gơm kìa. Khóa chạy gơm luôn. Trăm lẻ tiếc quá, con trăm lẻ này nó bị kìa. Nó xuống cắt ở cái góc rìa trên cái gì nè các bạn ơi. Có khúc gì nhỏ nè. Màu lúa quá, màu lúa. Xa quá mình quay hư luôn các bạn không cảm nha. Rồi, hai máy đang chạy lên các bạn ơi. Chạy cũng đi luôn nha. Ủa cái máy kia sao nó bày về vậy? Rồi quay con này trước đi các bạn. Quay hổm gài cái miếng nằm chúng cái chân đó các bạn ơi. Có cái miếng của hổm mình đi quay chung cái máy Việt Nam cắt lúa giống 3 công đầy thơm mà có cái miếng nó thắt thôi nha mọi người. Miếng đó thì 3 công nó được 49 bao quá vậy. Còn mấy miếng sau này mình quay là miếng trước đồ là hai mấy bao không các bạn. Đây là nông dân nhập của mọi người. Có giá mà hôm gài thì chưa có nghe cắt lúa giấc min nha. Giấc min thì chưa có cắt, mình đi cũng nhiều chỗ lắm rồi, trên Cà Đỏ có cắt các bạn nhưng mà tao công tầm tấn bước tấn 2 thì không có so với trên Kiên Giang mình được nha các bạn. Máy chạy muốn đi luôn mà. Quá chạy gốc gà nó đẹp. Cái gốc các bạn, gốc còn xanh lè, nghỉ cháy đọt lá xíu à. Đây thì con trong cái thăm ít các bạn ơi. Ba máy này chung chủ chạy chung luôn nha mọi người. Hình như là đọc này xung quanh này là mới cắt có miếng này các bạn. Xung quanh mới cắt cái miếng này đầu tiên. Trăm lẻ chạy cũng không đi luôn. Quá trời bao lúa rồi, lự hết trơn luôn. Bao lúa mà nhìn thấy ra mà đi đụng. Bao này bao bự không nha, bao ADC với lại bao mới.
Rồi cây 100 lẻ đang chạy lên nha mọi người. Lúa này là lúa giống như mình thấy cũng có hai tầng lay gai nha. Hai tầng lay gai gấp các bạn ơi. Giống như tới hai mấy công dữ không biết luôn. Thank you.